Hãy subscribe.
chính vi à? Gì? Chú nhưng mà ngày tài gì? Sinh năm cái? 25. Thuộc con nào trang á? Bộ đen á? Bộ đen. Thôi con còn lên à? Ừ. Họ gì? Họ Hoàng. Con thứ mấy? Con thứ nhất thôi, với một con mà. Sinh thằng kia mà thật như thấy nhớ. Sinh năm. Sinh năm. 2007. Thôi rồi, 200 con nhớ nào được. Gì nhờ? Mình họ gì? À, Phùng. Họ Phùng. Sinh năm bao nhiêu? Cú nè. Phùng Quốc Thiên sinh năm 2019. Phùng Quốc Thiên 2019. Họ Phùng 2019. Thủ công là nào? Thủ công thủ tị Napan. Napan. Xã? Xã Nhân Lý. Ba mươi chín anh cũng là hiền nhân đi cũng đã xa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ta này ba mưa lục người ơ phải mưa thì thùng cân cô rồi lục kỹ lục người phải mưa thì thổi vẫn cô đau thì thùng vẫn bao sao bên cần tay mưa còn kéo vẫn hơn toàn tay mưa cũng ngoan phân nửa thầy chọn sự kẹp thì thông chọn sự lòng thì đã con ngồi vào đấy hết kẹo đi ta này ba mưa lục vẫn phải mưa điều đắp vẫn đầy non điều non vẫn đầy đây phải mưa thì cần phải mưa đây bên con này con keo con ngoan con keo cân hàng toàn con ngoan cân nhà thay ô trình sư phạm vào đinh tinh áo bánh nga lúc gần mi nói mất ma tài lục gan mình mi lai mất ma tào á tào cũng phát kêu mưa tay á tào cũng chảy đồ ngơ mưa còn á phát kêu ăn đêm trên đồ ngơ ăn lễ ơ thân sư mi lai lúc lai là nô vẫn còn mi lai lúc mà ngươi lúc có ba lai lan mà ai đổ cốc số ơ bao ca những chi lăng cũng lai là những gì thủ công là ban tìm cho nó ăn con có ba mình đi đồ chỗ đi thay à ăn con nào lúc mà ơi thủ cuộc ban nào lan mà ai đồ cục sổ ăn nay ơ tình mà tình một chiếc ba lục mình đang đi phải bóc mà phải thay yêu cầu đi kiếm mà phạm 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 bao mày bao thay hơn đặt thay kỳ lòng thay cha phạm nha phải hậu đồng lễ ấy là đáng á rét lắm. Thằng cu bây giờ cũng đang học à? Đang học năm nay 11 rồi thầy ạ. Nay 11 27 là thi đội tuyển đấy. Thế yeah. Học được không thì? Học được, học giỏi lắm thầy ạ. Thế con nhà thầy phải học giỏi chứ. Nhà này cũng thằng kia cũng đi đại học quốc gia rồi. Ôi đi rồi á? Đi rồi á. Đi vào năm đầu rồi. Năm đầu rồi thầy. Năm đầu rồi. 27 là nó bảo mẹ ơi con về năm 7 con không làm gì đâu đấy. Nó bảo đấy. Thế yeah. 27 là con thi đội tuyển có thể không. Ừ để nó đi học đi. Nó học môn nào thầy. Nó học môn nào không muốn đâu. Ừ. Thế là